Em đang trả bán một tòa nhà 9 tầng đẹp nhất phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tòa này thì có diện tích là 82,4m2, với mặt tiền rộng 5m91 và nở hậu 6m12, rất là đẹp quý anh chị. Tòa này thì đã được xây 9 tầng, có tầng hầm và có thang máy quý anh chị nhé. Thiết kế thì thông sàn nên rất phù hợp cho quý anh chị mua để làm văn phòng, làm spa, thẩm mỹ viện, làm ngân hàng hoặc là phù hợp với tất cả các ngành nghề kinh doanh khác. Xây thông sàn thì nó rất là đẹp và sàn thì rất là rộng quý anh chị. Đây là những hình ảnh thực tế của con phố Giang Văn Minh mà có tòa nhà em đang chào bán quý anh chị nhé. Phố Giang Văn Minh này thì là một con phố sầm uất và gần như là đẹp nhất của quận Ba Đình luôn quý anh chị. Nó rất là đẹp. Đấy. Đây là những hình ảnh thực tế luôn quý anh chị nhé. Sổ đỏ chính chủ giá chào bán là 65 tỷ đồng. Quý anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với bất động sản đất lộc 24 giờ, số hotline là 035 221 để biết thêm thông tin chi tiết về toàn nhà nói trên. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị. Và quý anh chị thấy kênh của em hữu ích thì hãy thả tim và follow kênh ạ.